Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn về cách làm món bánh quay vạt nhân đậu xanh dừa. Một món bánh vô cùng thơm ngon và hấp dẫn. Nguyên liệu để làm món bánh này mình đã chuẩn bị gồm có: phần nhân mình sử dụng đậu xanh, và ở đây thì mình dùng 100g đậu xanh đã bóc vỏ. Sau khi mua đậu xanh về thì các bạn sẽ rửa sạch, sau đó thì mình ngâm khoảng 4 tiếng cho phần đậu xanh của mình nó nở. Tiếp theo là phần dừa nạo. Dừa nạo thì mình cũng sẽ sử dụng 100g các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng dừa tươi, sau đó thì mình nạo nhỏ ra như thế này. Và bột năng mình sử dụng 50g. Bột năng này thì mình sẽ làm cái phần vỏ trong của bánh. Bột mì mình dùng 100g. Bột mì mình sẽ sử dụng làm phần vỏ ngoài của bánh. Cái bánh này thì nó sẽ có hai lớp vỏ, nó tương tự gần giống như là bánh pía các bạn nhé. Phần đường thì mình sử dụng 80g. Và dầu ăn, với món bánh này thì mình nhào bột sẽ chủ yếu là dầu ăn. Dầu ăn thì mình sử dụng 80ml và một quả trứng gà. Phần nguyên liệu đã chuẩn bị xong, bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm món bánh quay vạt này nhé. Với phần nhân đậu xanh này thì bây giờ mình sẽ đem hấp chín hoặc là nấu chín cái phần nhân đậu xanh này ra, nấu chín như tơi đậu ra nhé. Trong khi chờ đợi cái phần đậu xanh của mình nó chín thì mình sẽ đi nhồi cái phần vỏ bột ngoài. Mình sẽ cho bột mì ra một cái âu lớn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần dầu ăn vào đây. Các bạn cho khoảng 60ml dầu ăn thôi. Còn một ít còn lại thì để một lát nữa mình sẽ nhồi cái phần nhân trong nữa, cái phần vỏ trong nữa. Và mình sẽ cho thêm ít nước vào các bạn nhé. Mình sử dụng khoảng một ít nước, mình nhào cho tới khi cái phần bột của mình nó mịn dẻo là được. Mình sẽ dùng tay, mình sử dụng tay và mình nhào cho tới khi nào cái phần bột của mình nó mịn và nó dẻo lại là được. Phần bột của mình đã rất là mịn và dẻo rồi đấy. Như thế này là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ để riêng cái phần vỏ bên ngoài của bánh ra nhé. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần vỏ bên trong của bánh. Thì cái này mình làm bằng bột năng. Các bạn cũng sẽ cho ra một cái tô lớn cho nó dễ nhào. Các bạn cho bột ra tô, sau đó thì mình cũng sẽ cho dầu ăn vào đây. Các bạn sử dụng dầu ăn để mình nhào phần bột nhé. Các bạn cũng sẽ nhào cho cái phần bột của mình nó mịn dẻo giống như cái phần bột vỏ ngoài khi nãy. Mình cũng sẽ dùng tay mình nhào để cho cái phần bột của mình nó mịn và nó dẻo. Đối với cái phần vỏ bên trong thì các bạn sẽ nhào nhão hơn cái phần vỏ bên ngoài một chút nhé. Mình sẽ nhào nhão hơn một chút. Vậy là mình cũng đã nhào xong cái phần vỏ bên trong rồi. Đây là phần đậu xanh của mình sau khi mà mình đã hấp chín. Sau khi hấp chín đậu xanh thì các bạn sẽ cho ra và mình nghiền thật nhuyễn cái phần đậu xanh này ra nhé. Các bạn cũng có thể cho vào máy xay sinh tố để xay cũng được. Mình thì sẽ dùng cái muôi này để mình nghiền phần đậu xanh.
đậu nó chín nhừ thì sẽ rất là dễ nghiền nhuyễn. Sau khi đã nghiền nhuyễn cái phần nhân đậu xanh này rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cho cái phần đậu xanh này lên trên bếp. Mình sẽ xên đậu xanh cùng với đường và phần dừa nạo sợi để làm thành phần nhân bánh nhé. Để xên phần nhân thì các bạn sẽ cho một cái chảo lên bếp, sau đó mình sẽ cho vào đây một chút xíu dầu ăn này. Mình sẽ láng dầu ăn đều khắp mặt chảo. Tiếp đến thì các bạn sẽ cho phần nhân đậu xanh của mình vào nhé. Với cái phần nhân này thì mình sẽ chỉ cần xên cho cái đậu xanh của mình nó hơi dẻo lại là được, chứ không cần phải xên lâu giống như là mình xên nhân bánh trung thu đâu. Rồi các bạn cho đường vào. Sau đó thì mình sẽ xên cho tới khi phần nhân này nó hơi đặc lại là được. Nếu như mà các bạn không thích ăn ngọt quá thì các bạn có thể cho bớt đường đi nhé. Phần nhân đậu của mình nó đã bắt đầu đặc dẻo lại rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái phần dừa nạo vào đây. Các bạn sẽ cho dừa vào và mình sẽ xào cùng với phần nhân đậu xanh nhé. Các bạn cho nhân dừa vào và mình sẽ tiếp tục xào thêm khoảng 5 cho đến 10 phút nữa. Mình xem cho cái nhân của mình nó dẻo lại như này là được nhé các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt bếp đi và cho phần nhân này ra nhé. Đợi cho cái phần nhân của mình nó nguội đi một chút thì mình sẽ viên nhân thành những cái viên nhỏ trước khi làm bánh. Bây giờ thì mình sẽ đi viên cái phần vỏ bánh trước. Các bạn sẽ viên cái phần bột vỏ bánh của mình thành những cái viên nhỏ như này nhé. Đây là phần bột ngoài này, phần vỏ bên ngoài. Rồi phần nhân bên ngoài mình đã xong rồi, bây giờ phần nhân bên trong thì các bạn cũng sẽ chia như thế nhé. Vậy là mình đã viên xong những cái phần nhân phần vỏ bánh rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ đi viên cái phần nhân bánh nhé. Mình cũng sẽ viên thành những cái viên tròn như thế này. Bây giờ thì mình sẽ đi cán cái phần vỏ bánh để bắt đầu nặn bánh.
Bạn sẽ lấy một cái miếng vỏ bên ngoài này, sau đó thì mình sẽ cán mỏng ra. Đó, mình sẽ cán mỏng thành cái hình dài như thế này nhé. Rồi các bạn sẽ cán mỏng như này nhá. Mình sẽ cán thành một cái hình dài như này. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần bột vỏ trong vào. Các bạn cho phần bột vỏ trong vào, sau đó thì mình sẽ dàn đều nó ra như thế này. Dàn đều, dàn mỏng ra. Các bạn sẽ dàn thật mỏng cái phần vỏ bên trong trên cái lớp vỏ bên ngoài nhé. Mình sẽ dàn thật mỏng ra, nhưng mình chỉ dàn bên trong thôi. Các bạn đừng dàn ra phía bên ngoài phần vỏ ngoài nhé. Chỗ nào dày thì các bạn nhớ dàn mỏng ra. Sau khi đã dàn mỏng rồi, bây giờ mình sẽ cuộn cái miếng bột này lại. Sau khi cuộn miếng bột thì tiếp tục mình sẽ lại cán thêm một lần nữa. Sau khi đã cán lại thật mỏng rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục cuộn cái lớp bột này lại. Và các bạn ấn dẹt xuống nhé. Mình sẽ ấn dẹt miếng bột này xuống và cán theo hình chữ thập. Các bạn nhẹ nhàng mình cán mỏng ra để cho cái miếng bột của mình nó không bị tách lớp nhé. Các bạn thấy này, miếng bột của mình rất là mỏng rồi. Sau khi đã cán mỏng miếng bột rồi thì bây giờ mình sẽ cho phần nhân vào đây nhé. Bởi vì cái bánh này nó hình bán nguyệt cho nên là mình cũng sẽ nặn nhân nó theo cái hình hơi bán nguyệt một chút. Sau đó thì mình sẽ đặt cái miếng nhân vào đây. Và bây giờ mình sẽ gấp cái mép bột này lại này. Các bạn có thể xoa một chút nước lên trên cái mép này, cho hai cái mép bột của mình nó được dính chặt vào nhau. Mình sẽ cán cho nó mỏng cái mép này ra. Với cái phần bột thừa bên ngoài này thì các bạn có thể cắt bỏ đi. Mình cắt bớt đi, nhìn cái bánh của mình cho nó đẹp. Mình sẽ miết cho cái phần vỏ ngoài này nó thật là mỏng ra nhé.
Sau khi đã miết mỏng rồi thì bây giờ mình sẽ gấp mép của những cái mép bên ngoài lại như này. Mình sẽ gấp xoắn nó vào nhau như này nha các bạn. Các bạn miết càng mỏng thì sẽ càng dễ gấp hơn. Mình sẽ miết xoắn nó vào nhau như này. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong một cái bánh quay vạt rồi đấy các bạn ạ. Và các bạn cứ tiếp tục làm như thế cho tới khi hết phần bột và phần nhân của mình nhé. Vậy là mình đã gói xong những cái bánh rồi, mình đã nặn xong những cái bánh rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng lòng đỏ trứng và xoa lên trên bề mặt bánh một lớp mỏng trước khi mang bánh đi nướng nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cho những cái bánh này vào lò. Mình sẽ nướng ở nhiệt độ 150 độ C trong khoảng 25 phút nhé. Đây là những chiếc bánh của mình sau khi mình đã nướng xong này các bạn. Bánh chín vàng rất là đẹp mắt. Đặc biệt là bánh rất là thơm nữa. Bạn có thể thấy những chiếc bánh của mình nó bóc lớp rất là ngon này. Phần nhân bên trong thì nó có vị ngọt, bùi của đậu xanh, vị béo ngậy của dừa, rất là hấp dẫn. Các bạn hãy làm và thưởng thức món bánh này nhé. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.